Xin chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714 893 3264, 714 893 3264 thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Rất là nhiều mà Ok. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Hello. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, chào cô. Con có câu hỏi là ví dụ con có chiếc xe mười mấy ngàn, con muốn cho hai tên con gái có phải trả thế gì không sư? Không, em để là gift thôi. Tại vì cái liên hệ em với con gái của em phải không? Ok, thì em chỉ để là cái gift thôi. À, mình để cho con thôi hả, cho luật sư? Dạ, mình để là cái gift, để là giống như cái tặng giữ cho con đó. Thì em không có không phải anh không phải đóng cái sale tax nha. Dạ không có chi. Dạ cảm ơn em. Dạ. Ở Mỹ đó thì cái tiểu bang California nó về vấn đề luật thuế tặng giữ tức là gift tax cũng như là luật thuế thừa hưởng tức là estate tax á, thì nó đi theo với lại cái liên bang Hoa Kỳ tức là thì khác với một số những cái tiểu bang khác, những tiểu bang khác có những tiểu bang họ cái gift tax và cái estate tax họ nó khác với lại cái gift và estate tax của chính phủ liên bang là cái federal government. Thì do đó đó ở California thì ở chính phủ liên bang hiện giờ đó đối với vấn đề estate tax tức là cái thuế thừa kế đó thì khi mình qua đời cho 1900 năm 2018 năm nay nè, để khi mình qua đời đó cái người cái tài sản người mà qua đời đó họ phải trên 11 triệu 200 ngàn thì họ mới là bị thuế thừa kế. Dưới 11 triệu 200 ngàn mà mình để tài sản lại cho người thân của mình thì cái người thân mình sẽ không có bị thuế thừa kế, phải trên 11 triệu 200 ngàn mới có phải bị vấn đề thuế thừa kế. Và còn về vấn đề thuế tặng giữ tức là mình cho thường thuế thừa kế là mình cho khi mình qua đời, còn gift tax là mình tặng giữ khi mình còn sống. Thì cái gift tax cũng vậy, mình cũng có thể lên cho lên tới 11 triệu 200 ngàn mà mình không phải đóng thuế gift tax dưới mà cái số tiền đó mình không phải đóng thuế gift tax, trên cái số tiền 11 trăm ngàn mình mới phải đóng gift tax. Tuy nhiên nếu mình cho đó, nếu mình cho trong một năm đó mà mình không có muốn bị count vô cái 11 triệu 200 ngàn thì mình vẫn có thể cho mỗi năm cho một người đó là 15 ngàn một năm thì sẽ không có bị gift tax gì hết á. Tuy nhiên nếu mình muốn không bị count, muốn count vô cái 11 triệu 200 ngàn gift tax á thì mình phải làm cái gift tax report khi mình chọn. Hello, giờ chúng tôi đây. Chào luật sư Liêm, tôi có cái câu hỏi như thế này. Xưa tôi mua cái nhà đó, nó đứng tên tôi là Single Man. Xong rồi sau đó tôi làm cái Living Trust, thì nó sẽ đổi lại thành chính tên tôi và cái Living Trust của tôi. Ông đứng là trustee. Rồi sau đó, đó bây giờ tôi mua một cái nhà mới, thì tôi cưới vợ rồi, nhưng mà tôi không muốn vợ tôi đứng trong đó, chỉ có mình tôi thôi. Thì và tôi phải làm cái quick lien deed, và cái quick lien deed đó thì nó ở đâu luật sư hết, và tôi phải đứng tên như thế nào khi mà tôi đang có cái Living Trust? Ok, để tôi hỏi lại nha. Cái Living Trust của ông đó là ông đã thành lập trước khi ông lấy vợ phải không? Dạ đúng. Rồi. Cái nhà thứ hai ông mua là cũng trước khi ông lấy vợ phải không? Sau Ok. khi lấy vợ. Ông mua sau khi lấy vợ thì nó có vấn đề là sau khi ông lấy vợ rồi đó mà nếu ông tậu những cái tài sản gì đó thì mà nó có trong thời gian ông có vợ đó thì nó có cái một gọi là rebuttable presumption, nó là tài sản cộng đồng, nó là community property, trừ khi ông phải chứng minh rằng cái nguồn gốc của cái down payment cũng như cái tiền trả tiền nhà đó là hoàn toàn từ trong cái tài sản mà ông đó có trước khi ông lấy vợ. Ok. Tôi chứng minh được.
Ông phải chứng minh được cái đó. Bây giờ thường đó, nếu ông đã mua sau khi ông lấy vợ rồi, thì điều thứ nhất là ông sẽ đứng tên. Ví dụ ông là Nguyễn Văn A thì ông sẽ là Nguyễn Văn A, a married man as his sole and separate property. Đó là cái cách đứng tên của ông ở cái nhà thứ hai. Nếu ông cẩn thận hơn nữa thì bà vợ ông sẽ phải ký một cái quitclaim deed nói rằng là bà have no interest ở trong cái căn nhà mà thứ hai của ông. Đó là cái điều kiện thứ hai. Bây giờ cái quitclaim deed đó thì ông phải thường hoặc là văn phòng địa ốc hoặc là văn phòng luật sư, most likely là phải văn phòng luật sư, tại văn phòng luật sư đó có thể họ sẽ bỏ nhiều cái văn từ ở trong đó để make sure là tại vì cái deed mà bà vợ ông ký cho ông đó nó phải có, nó gọi là transmutation language. Transmutation language là sao? Là đại khái cái trong cái deed đó nó phải nói rằng vợ ông biết là bà cái việc này đó là bà có quyền nha, bà không có claim cái đó bởi vì cái tài sản này là tài sản riêng của ông. Ok, bà phải biết rõ là như vậy và ký là chấp nhận là bà không có claim vô cái tài sản này đó, nó gọi là transmutation language. Thì thường thường văn phòng địa ốc bà ký vô cái quick claim đó rồi mình sẽ nộp cho cái mấy người làm realtor không thì... ông phải đăng ký, phải record a county recorder, tất cả cái deed đều phải đăng ký a county recorder hết. Sau rồi sau đó rồi đó thì ông cần làm một cái quick claim deed để ông đứng từ Nguyễn Văn A, a married man as his sole separate property, vào trong cái Nguyễn Văn A là trustee của cái Nguyễn Văn A family trust. Ok. Nhưng mà bây giờ tôi chưa mua cái nhà đó, sắp tới tôi mới mua cái nhà đó thì bây giờ tôi đứng tên như thế nào luật sư? Thì khi ông mua nhà đó ông phải cho cái escrow biết cách tôi vừa mới nói với ông đó thôi. Còn là cho escrow nói cho escrow biết là Nguyễn Văn A married man, rồi sau đó mới transfer thành Nguyễn Văn A và trustee. Đúng. A married man as his sole and separate property. Mình có đi thảo được không luật sư, là cho escrow biết là mình là Nguyễn Văn A và trustee, living trust của Nguyễn Văn A. Được, nhưng mà với điều kiện là ông pay off cái nhà đó. Ông có thiếu tiền nhà bạn không? Ông có thiếu tiền nhà bạn thì nhà bạn không bao giờ cho ông làm cái chuyện đó hết đó. Nếu ông có đủ tiền cash, ông pay off cái nhà đó thì giá ông có thể kêu escrow nó để là Nguyễn Văn A trustee của Nguyễn Văn A family trust. Còn ông không có tiền thì không có nhà bạn nào nó cho ông đó, tại nó không có muốn bỏ thì giờ, bỏ công, bỏ tiền trả luật sư để mà review cái trust của ông làm gì. Ok. Nhưng mà cái nhà cũ tôi đã làm được như là tên Nguyễn Văn A và trustee của Nguyễn Văn A. Tôi biết cái nhà chủ là cái nhà cũ, còn cái nhà mới là nhà mới, hai cái nhà đâu giống nhau đâu. Ok, cảm ơn ông. Yeah. Cái nhà cũ với cái nhà mới khác nhau là ở chỗ tôi cưới vợ và trước khi cưới vợ và sau cưới vợ thôi. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ. Cái khác nhau đó lớn lắm. Ok, thank you. Okay. Yeah. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Hello, giờ chúng tôi ra đây. Dạ, thưa kính chào luật sư. Dạ, xin chào ông. Cho hỏi thăm cái tax với lại cái tax nó sẽ qua cho con cháu, nội cháu ngoại hay là ví dụ như cho con của người chị làm thì có được hay là không? Không cho ai cũng được hết á. Ông cho ai, ông để cho ai cũng được hết á. Estate tax, ông chết, ông có quyền tài sản của ông để cho ai cũng được. Có nhiều người, xin lỗi, còn để cho mèo chó gì của họ hay là cái người làm của họ. Còn ông tài sản của ông ở Mỹ, ông có toàn quyền. Ông không có nhất định, ông không có phải giống như luật Việt Nam bắt buộc là ô cha mẹ phải bắt buộc phải để lại cho con. Không có bắt buộc cái đó. Ông ở Mỹ, ông muốn để cho ai cũng được. Để cho bạn, ông để cho ai cũng được hết. Như tôi nói, nhiều có người họ để lại tài sản lớn cho mèo chó gì cho họ, đó là quyền của họ. Ok, đó là cái nhất. Gift cũng vậy, ông muốn cho ai cũng được. Ông có thể cho sở từ thiện cũng được, ông có thể cho như nào người thân cũng được, ông có thể cho bạn bè, ông có thể cho con cháu cũng được, không thành vấn đề. Không cho ai cũng được hết, không có giới hạn. Mình có thể mình cho ví dụ như 100.000 trong đứa cháu con của người chị. Được. Thì như thế đó
mình có phải bị người có thể có phải bị đóng thuế không? Người chồng có phải bị đóng thuế không? Không, ông không đóng thuế mà người cháu cũng không đóng thuế. Dạ. Không có ai đóng thuế. Cảm ơn. Dạ, không có chi ông. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, không có chi ông. Dạ, không có chi ông. Dạ, đến đây thì chúng tôi phải tạm ngưng đây vì chương trình đã mãn. Thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong số giờ qua. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau, cũng từ 7 giờ tới 8 giờ. Và từ đây đến đó, nếu mà quý vị có những cái thắc mắc hay câu hỏi, vấn đề luật pháp hay cần có những nhu cầu luật pháp mà cần đến sự giúp đỡ thì có thể liên lạc tới văn phòng luật sư của chúng tôi qua các số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của tòa. Tên của đài là 714-898-7579. Điện thoại văn phòng chúng tôi là 714-898-7579 với hơn 35 năm hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và với sự công tác có nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng. Chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị về vấn đề luật pháp. Một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình luật pháp Người Việt Luật Mỹ trong số một giờ qua và kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau. Và xin cảm ơn.